Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023, thứ tư lễ cho ăn chay kiêng thịt. Giờ đây, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với linh mục chủ tế cùng dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Mến chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ gọi là thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay của năm 2023. Mùa chay giáo hội kêu mời chúng ta hướng về Thiên Chúa, quay về Thiên Chúa, làm hòa với nhau, làm hòa với Thiên Chúa. Và vì thế hôm nay xin dâng thánh lễ này theo ý nguyện của quý ông bà và anh chị em, cũng như chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết quay về với Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hám mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống hằng trị cùng một với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Gioan. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết van than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Người hối tiếc vì đã giáng họa, biết đâu người chẳng nghĩ lại và hối tiếc, mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Hãy rút tù và tại Sion ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng. Hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi, cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê. Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: Lạy Đức Chúa, xin dụ lòng thương xót dân Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài
phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói, Thiên Chúa của chúng ta ở đâu rồi? Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Đó là lời Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Bài thơ thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa
dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em. Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng, ta đã nhận lời người vào thời ta thi ân, phù trợ người trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng đầu cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe nói về ba cái đức, cách sống của một người Kitô giáo. Để chuẩn bị mùa chay, giáo hội kêu mời chúng ta quay về với chính mình, với người tha nhân, với Thiên Chúa. Mà vì thế trong bài phúc âm hôm nay nói lên ba cách làm việc, ba cách cư xử, ba cách sống đạo. Thứ nhất là bố thí, làm việc bác ái. Có sự bố thí là chúng ta đối với người khác, đối với tha nhân, đối với những người thiếu thốn hơn chúng ta. Thứ hai là cầu nguyện. Cầu nguyện trong kín đáo giữa chúng ta với Thiên Chúa mà thôi, là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và cuối cùng là ăn chay, là giữa chúng ta với chính mình. Chúng ta ăn chay hãm mình. Ba mối tương quan nói lên chúng ta cần trở về với chính mình. Chúng ta cần làm hòa với lại người anh em, anh chị em của chúng ta. Và chúng ta
cũng làm hòa với Thiên Chúa và cầu nguyện. Trong thứ tư lễ cho, chúng ta sẽ dùng cho để rắc trên đầu của chúng ta, nhắc nhở chúng ta thân cho bụi. Chúng ta từ bụi đất được tạo dựng nên, mà khi chết đi, mai này chúng ta cũng sẽ trở về cho bụi. Mà khi mà chúng ta đến nói cho bụi là chúng ta thường nghĩ đến một cái vật gì đó rất là vô dụng, chẳng có làm được gì cả. Vậy, chúng ta có thể nói thân xác của chúng ta cũng có thể nói là rất là vô dụng, chẳng được gì cả. Nhưng rồi có một câu chuyện như thế này. Thời xa xưa ở một làng hẻo lánh, rất là nghèo, ở một vùng Trung Đông, khô cằn, thì có một trường học nhỏ cho các em của cái làng đó. Thì có một thầy giáo ở đó và dạy học cho các em nhỏ. Thì vì khô cằn cho nên cái trường học nhỏ đó có một cái lu bằng gốm để đựng nước cho các em học sinh để uống khi khát nước. Thì một hôm cái lu bằng gốm này bị rạn nứt và nước chảy ra không chứa nước được nữa. Ông thầy giáo mới đi tìm mãi mới thấy kiếm được một người có thể sửa chữa được cái lu này. Thì cái ông ta đó mới nói chỉ yêu cầu cho đem tới một ít tro và một ít trứng. Thì thầy giáo này mới khua động các em học sinh về nhà kiếm tro, kiếm trứng. Thì hôm sau các học sinh đem tới rất là nhiều tro nhưng mà trứng thì rất là ít. Nhưng mà thế rồi cũng đủ. Thì cái ông kia ông mới lấy tro và ông chỉ lấy lòng trắng trứng gà, quẹt lại với nhau thành một chất keo rồi đắp lên cái chỗ rạn nứt của cái lu đó, rồi để cho phơi khô rồi có thể chứa nước lại như thường. Chúng ta cũng thấy tro không đến nỗi vô dụng lắm đâu. Thân xác của chúng ta tuy là thân tro bụi nhưng cũng không đến nỗi vô dụng lắm đâu nếu mà chúng ta được kết hợp với một chất gì đó. Như chúng ta nghe là lòng trắng, nếu vậy cái lòng trắng của trứng gà với thân tro bụi của chúng ta có thể nói thân tro bụi của chúng ta nếu mà kết hợp với, được quệt với một ít tình yêu, một chút hy vọng, một chút đức tin hồng ân của Thiên Chúa, thân tro bụi này cũng có thể thành một chất keo hàn gắn giữa chúng ta với anh chị em của chúng ta. Và nhờ ơn Chúa cũng có thể chúng ta sẽ được hàn gắn với Thiên Chúa, đấng luôn luôn yêu thương chúng ta, luôn luôn tha thứ, luôn luôn kêu mời chúng ta quay về với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan Thánh Chúa và khiêm tốn xin người giáng phúc cho chúng ta, để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn và tha thứ cho kẻ biết ăn năn, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và rộng tay giáng phúc cho hết thảy chúng con sắp nhận lấy cho này, để chúng con kiên trì giữ 40 ngày chay thánh và nhờ đó được nên tinh tuyền, xứng đáng cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô Con Một Chúa, đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Hãy nhớ mình làm
Anh chị em thân mến, sứ điệp của ngày thứ tư lễ cho hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng với Đức Giêsu Kitô đi vào 40 ngày chay thánh để thanh luyện bản thân hầu xứng đáng trở nên những người con Chúa. Với ước mong luôn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong hội thánh biết sống tâm tình của người mục tử tốt lành theo gương Đức Kitô, luôn dấn thân hết mình để đưa nhân loại về với Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, biết tìm về nẻo chính đường ngay, sám hối ăn năn và thay đổi đời sống để được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy nhớ, con chỉ là bụi tro và sẽ trở về cùng bụi tro. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn ghi nhớ chân lý này, để không quá bận tâm hay bám víu vào danh vọng, địa vị của cái trần gian, nhưng biết phó thác vào tình yêu của Chúa và sống lời Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tận dụng thời gian quý báu này để đổi mới con người cũ, chết đi đối với tội lỗi, bản tính tự nhiên và lý trí người đời để chỉ sống cho Chúa và tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha nhân hậu, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi chúng con trở về. Xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và thật lòng sám hối ăn năn, sẵn sàng thay đổi đời sống để cùng với con Chúa bước vào những ngày thanh luyện, hầu xứng đáng cùng người chung hưởng niềm vui nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi Thánh Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa
và muối cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con long trọng dâng lễ Chúa, dâng lên Chúa lễ tế đầu mùa chay thánh này. Xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chê ngự mọi tính mê tật sâu. Nhờ đó chúng con được sạch tội và thêm lòng sốt sáng thông phần cuộc khổ nạn của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phụng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bi tích thánh thể, con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con, bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bi tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng, xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Amen.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa chớ gì mình và máu thánh Đức Kitô chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay hám mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Vâng, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em luôn bình an để yêu thương và phụng sự Chúa. Tình hiền bên sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thân ta tìm Đức Chúa Giêsu. Hương do chúng con. Lạy ta tìm cực thân rất thân Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Như dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, người khen Chúa Giêsu Kitô.